Anh nghĩ sao anh đòi tiền sinh lễ tới 500 triệu lận? Anh bán em hay là anh gả em đây? Quý à, ba mẹ mình mất sớm, chỉ có một mình anh hai lo cho em thôi. Em cũng thấy đó, anh hai cũng cần tiền. Lỡ em có chuyện gì á thì anh hai còn lo cho em được. Anh rất là người đàng hoàng, em chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Anh không nói nhiều, 500 triệu là 500 triệu. Nhưng mà anh Đức chỉ là người phục vụ bàn bình thường, làm sao kiếm đủ 500 triệu cho anh đây? Anh không cần biết, nếu mà 500 triệu nó không kiếm ra được á, như vậy nó có xứng đáng lấy em không? Anh... Có người kiếm em nè. Cậu nghe hết rồi chứ gì? Điều kiện đã quá rõ ràng, bây giờ chỉ còn chờ bản lĩnh của cậu thôi đó. Kiếm em gái của tôi hả? Kiếm đủ 500 triệu đi, rồi quay trở lại đây. Anh hai, em với anh Đức là lớn hết rồi, trưởng thành hết rồi. Bọn em biết là mình đang làm gì, với lại đây là chuyện riêng của em. Anh hai đừng xen vô được không? Quyết, em đừng nói với anh hai mình như vậy. Em hiểu rồi, em xin phép, em về trước ạ. Anh! Đó, em thấy chưa? Mới vừa nhắc tới 500 triệu là anh bỏ chạy mất tiêu rồi. Vậy thì nó thương em ở chỗ nào? Em thấy anh hai quá đáng lắm rồi đó. Anh à, sao em lại tới đây? Thì tới giờ cơm trưa rồi, nay em làm shipper, mang cơm trưa cho anh. Anh nghỉ tay ăn cơm đi đã. Anh cảm ơn nhá, nhưng mà lần sau em đừng mang cơm để cho anh nha. Anh hai em biết được, anh hai em buồn đấy. Ảnh biết thì kệ ảnh chứ, anh là người yêu của em, em thương anh thì em nấu cơm cho anh thôi. Nè, em biết trong đầu anh nghĩ cái gì luôn đó. Nhưng mà thôi, anh đừng có nghĩ nhiều nữa. Anh nghĩ nhiều xong rồi mau xấu mau già là em không có thương anh nữa đâu. Là anh hai của em hơi quá đáng, nhưng mà còn em không có cần anh phải có đủ 500 triệu đâu. Em sẽ cố gắng thuyết phục anh hai của em để anh hai chấp nhận anh nha. Anh hai em là một người trưởng thành, còn là một người thực tế nữa, dù có thuyết phục thế nào ấy thì cũng không được đâu. Nhưng mà em đừng lo, anh có kế hoạch rồi. Anh chỉ cần 3 năm thôi, 3 năm là anh có thể kiếm được 500 triệu. Nhưng mà 3 năm đấy, em có chờ được anh không? Em chờ anh bao lâu cũng được đó. Anh cảm ơn nha. Ơ, có khách tới rồi. Hay là em về đi, anh làm xong rồi anh về với em nhá. Dạ dạ, anh cầm cơm cho con đi nha. Anh, em gọi anh ra đây có việc gì không? Thì mấy nay em thấy anh làm về khuya, em sợ là anh không kịp ăn tối cho nên là em mang cơm qua cho anh. Em sợ anh đói đó. Anh cảm ơn nhá. Ừ. Nhưng mà lần sau em không cần phải mang đâu, khuya rồi em về trước đi. Anh sao vậy? Anh không thích hả? À, không phải, tại anh đi làm về mệt quá, mà ngày mai anh còn phải dậy sớm đi làm nữa, nên là em về đi, không là anh hai em lo đấy, khuya lắm rồi. Dạ em về trước nha, anh nhớ ăn cơm đó. Về đi. Anh Đức hả? Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở quán cà phê làm ca tối chứ đâu. À, không có gì, em hỏi vậy thôi à. Thôi anh làm đi nha.
anh đâu có biết mình cũng đang ở quán cà phê. Vậy là mấy đêm trước anh cũng nói dối mình. Anh làm ở đâu mà phải giấu mình chứ. Thái độ của anh mấy nay rất khác. Không lẽ... Sao taxi mãi chưa thấy đến nhỉ? Đưa chị về đi. Có sắp tới rồi chị ạ. Đức ơi, em chiều chị đi. Em thích gì chị cũng cho em hết á. Đừng mà chị. Nha Đức. Đừng. Nhờ. Chị ơi. Mày làm gì mày xô tao? Thế nào mất vậy? Mày hả? Nè chị kia, chị làm gì vậy? Tôi báo công an bây giờ đó. Mày con nhỏ nào đây? Mày nhớ mặt tao đó vậy chưa? Anh đang làm cái gì vậy hả? Nếu như mà hôm nay em không theo dõi anh á, anh định giấu em tới khi nào nữa hả? Anh làm ở quán bar thì mới có nhiều tiền được. Anh xin lỗi vì anh đã giấu em. Nhưng mà anh có làm gì có lỗi với em đâu. Đúng là bây giờ anh chưa làm gì có lỗi với em. Nhưng anh có chắc là anh làm trong môi trường này anh sẽ không bị cám dỗ không hả? Bây giờ em nói thẳng với anh, em không muốn anh làm ở đây nữa. Nếu mà anh bị cám dỗ thì bây giờ anh có đứng trước mặt em không? Quý, anh cần nhiều tiền để có thể làm đám cưới với em. Nhưng đồng tiền anh kiếm ra ấy, nó cũng là đồng tiền chân chính mà. Anh có làm gì trái với luân thường đạo lý đâu. Thôi, em đi về đi. Anh còn vào làm nữa. Em đi về đi. Anh Đức. Em về đi. Anh đi đây. Anh Hai mới về. Ủa? À, nay có việc gì mà anh Hai nấu nhiều món dữ vậy? Wow. Toàn là mấy món em thích không á. Anh Đức, sao anh lại ở đây? Anh, em biết được là anh cũng không cần cái số tiền 500 triệu đấy đâu. Chủ yếu anh chỉ muốn Quý có một người chồng có đức chí hướng làm ăn cũng như là có khả năng về kinh tế, có đúng không hả anh? Vậy cậu đã kiếm đủ số tiền đó chưa? Em vẫn đang cố gắng á. Dựa vào đâu mà tôi tin cậu đã cố gắng? Có thể tiền bây giờ thì em chưa có, nhưng mà em rất thương Quý. Em để ý đến mọi hành động, tính cách cũng như là thói quen của cô ấy. Quý rất thích màu trắng anh ạ. Quý thích ăn bún sườn. Quý rất là thích ăn ngọt. Quý bị đau dạ dày nên là không uống được cà phê hay là ăn những đồ chua hay là cay quá. Quý có một căn bệnh người ta hay gọi là... Thôi được rồi, nói miệng thôi thì vừa đủ. Đức ơi, em chiều chị đi. Em thích gì chị cũng cho em hết. Đừng mà chị. Nha Đức. Đừng. Nhờ. Chị ơi. Sao mày đánh tao? Mày xô tao sao? Mất dạy. Mấy món này á không phải là anh Hai nấu đâu, mà là thằng Đức. À không, là em rể tương lai của anh Hai nấu đó. Ngồi xuống ăn đi em. Ăn đi, toàn món em thích không đó. Vậy là 500 triệu anh bỏ túi rồi. Anh giỡn thôi, ăn đi. Mời đi vay nặng ai? Còn... Chết rồi, tôi quên không mang bóp. Với cả tôi quên luôn điện thoại ở nhà mất rồi. Rồi bây giờ cậu tính sao? Hay là anh cho tôi thiếu nhá. Buổi sau tôi sẽ mang tiền lên trả. À mà không, ngày mai tôi quay lại tôi trả luôn. Ngày mai cái gì mà ngày mai? Cậu coi cậu kìa, ăn mặc lịch sự vậy đó, mà có ly cà phê cũng trả không nổi nữa. Bây giờ vậy đi, tôi bao cậu luôn đó. Thôi, không cần đâu. Anh để cho tôi về nhà đi. Tôi mang tiền lên tôi trả anh được mà. Thôi khỏi đi. Dù sao á, tôi cũng sắp sửa sang quán rồi. Lỡ có ly cà phê, ăn nhậm gì đâu. Anh nói là anh sang quán à? Sang quán là chuẩn bị bán luôn quán này á? Ừ. Tôi sắp sửa phải sang cái quán này. Vì vợ của tôi bị bệnh, tôi phải kiếm tiền
để lo cho cô phẫu thuật. Mà nhiều khi á, sang cái quán này không đủ tiền, tôi còn phải bán luôn cái nhà của mình nữa kìa. Thôi, anh cố gắng lên nhá. Tôi về đây. Có ly nước ấy, lần sau tôi sẽ gửi tiền anh. Thôi, không có cần đâu, cậu cứ về đi. Em ăn nhiều lên đi. Em nghe lời anh, cố gắng ăn nhiều lên. Chứ em mà cứ bỏ cử hoài á, cơ thể của em sẽ chịu không nổi đâu. Nha. Anh đừng có lo cho em nữa. Em thấy anh tiều tụy lắm rồi đó. Anh cực lắm đúng không? Anh không có sao hết đó. Chỉ cần em khỏe lại, anh như thế nào cũng được hết. Bước qua thì anh bán cái quán cà phê, bán cái nhà này, rồi lấy tiền lo cho em. Đừng. Anh đừng lo cho em nữa. Bệnh của em cho dù có phẫu thuật cũng chưa chắc là sống được đó. Anh bán cái quán rồi, sau này anh lấy gì mà anh sống? Thôi, em đừng có nghĩ ngợi nhiều quá, không có tốt cho sức khỏe đâu. Nghe lời anh, ăn một miếng đi cho nó khỏe nha. Anh em gửi anh tiền cà phê hôm bữa. Đã nói là không cần rồi mà, sao tính cho em kỹ quá vậy? Thôi anh cứ nhận giúp em nha. Còn cái này anh mang về cho chị ở nhà ăn bồi bổ giúp em nha. Còn bày đặt bày vẽ nữa. Thôi cảm ơn chú em nha. Dạ, thôi em đi trước đây. Em chào anh. Dạ. Anh về rồi hả? Em thấy trong người sao rồi? Uống thuốc chưa? Anh lại mua trái cây á hả? Trái cây hả? À, cái này á, hôm bữa có thằng bé kia nó lại uống cà phê, rồi nó không có tiền trả, cho nên anh cho nó luôn. Rồi anh kể chuyện mà em bệnh cho nó nghe. Cái hôm nay á, nó tới nó mua một chút trái cây, sẵn tiền trả cà phê luôn. Để anh lột cho em ăn nha. Ở đâu mà nhiều tiền quá vậy? Chắc là của người ta để quên đó. Anh mang đi trả cho anh ta đi. Nhưng mà anh đâu có biết nó ở đâu đâu. Chắc... Anh cứ nhận để lo cho bà xã. Đừng ngại. Chúc vợ anh mau khỏe. Ê, bác sĩ. Bác sĩ cho tôi hỏi với. Vợ của tôi sao rồi? Sắp được phẫu thuật chưa? Tôi đã kiểm tra rồi. Tình hình của cô ấy cũng tạm ổn, nhưng mà vẫn cần phải ở lại để kiểm tra thêm. Nếu được ấy thì sáng mai chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật. Vậy cho tôi hỏi cái, bác sĩ có phải là người phẫu thuật cho vợ tôi không? Đúng rồi. Dạ, vậy tâm sự nhờ bác sĩ nha. Mà tôi thấy bác sĩ quen quen thì phải. Tôi đeo khẩu trang như vậy mà anh cũng vẫn nhận ra hả? Vậy mà hôm trước ở quán cà phê anh lại không nhận ra tôi. Ủa, bộ tôi với bác sĩ quen nhau hả? Sao đi mãi chưa thấy đến nhở? Anh ơi, anh nghe tôi nói gì không? Anh ơi, tao không sao. Mày đi đâu mà lân tân giữa đêm vậy? Mày biết đây ăn cướp nhiều lắm không? Em là sinh viên mới từ dưới quê lên. Em lên đây để tìm nhà của dì em mà
Em có biết gì đâu. Ờ được rồi, cô tao rảnh lắm. Đưa địa chỉ đây, tao chỉ cho. Thì ra bác sĩ là cái cậu sinh viên năm đó. Bây giờ đẹp trai quá, tôi nhìn không có ra. Cũng hơn 10 năm rồi bạn. Tôi cứ hễ khi nào mà nhớ tới cái đêm đấy là lại nhớ tới công ơn của anh. Nếu mà không có anh ngày hôm đấy thì cũng không có tôi đứng ở đây ngày hôm nay đâu. Tôi cũng không ngờ là được gặp bác sĩ ở đây. Lúc nào trong lòng tôi cũng có một suy nghĩ là muốn gặp anh để có thể báo đáp. Mà may quá, hôm trước anh đưa vợ vào trong bệnh viện, tôi có hỏi thăm y tá nên là biết được hoàn cảnh gia đình của anh. Thì ra đó là lý do mà bác sĩ tới quán cà phê của tôi, để cho tiền tôi lo cho vợ tôi, có đúng không? Không phải đâu. Thôi, anh đừng có nghĩ nữa. Còn về phần của tôi ấy, tôi sẽ cố gắng trong buổi phẫu thuật ngày mai. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều nha. Thôi tôi đi điều thăm vợ tôi. À, đúng rồi, anh vào thăm đi. Em, anh đã nói rồi, mới vừa hết bệnh mà, đừng có làm việc nhiều quá. Em khỏe rồi mà, để em phụ anh ha. Chứ một năm nay em ở nhà có phụ được gì anh đâu. Tất cả là cũng nhờ có bác sĩ Đức nên em mới hết bệnh. Rồi anh cũng giữ lại được cái quán này. Đã nói là đừng nói chuyện ơn nghĩa nữa cơ mà. Để mà nói về chuyện ơn nghĩa ấy thì tôi mới là người phải mang ơn anh đấy. Những cái hành động như này là tôi đang đi trả nợ thôi. Mà với cả vốn dĩ tôi coi anh chị như là gia đình vậy, nên là thấy chị quý khỏe tôi cũng thấy vui. Chị chị bồi bổ sức khỏe. Bác sĩ lại qua cáp nữa rồi. Bác sĩ làm riết á, hai vợ chồng tôi không dám gặp bác sĩ luôn đó. Tôi nói rồi mà, anh chị như gia đình của tôi vậy, anh chị vui là tôi vui rồi.